Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai trên kênh VTV Tiên. Thưa quý vị và các bạn, như vậy bão số 9 di chuyển ra ngoài khơi và suy yếu dần. Ảnh hưởng của nó đến đất liền không còn nên thời tiết miền Trung cũng chuyển biến tốt dần. Trong sáng nay, Trung Bộ chỉ còn nhiều mây với tiết trời lạnh ráo, có nắng trở lại, nhiệt độ tăng lên. Cao nhất trong ngày ở khu vực từ Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế phổ biến ở mức từ 24 đến 27 độ. Còn ở các tỉnh thành từ Đà Nẵng trở vào cho đến Bình Thuận, nhiệt độ cao hơn từ 27 đến 30 độ. Ở phía Nam, ngày hôm nay, các tỉnh thành khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trời sẽ khô ráo và có nắng nhẹ. Nền nhiệt trưa chiều ở Tây Nguyên phổ biến từ 27 đến 29 độ, còn tại Nam Bộ là từ 30 đến 32 độ. Về đêm và sáng sớm, trời lạnh tại các vùng Tây Nguyên và mát mẻ ở các tỉnh Nam Bộ. Riêng một số nơi ở miền Đông, thời tiết sẽ còn se lạnh. Trở ra thời tiết miền Bắc, do khối không khí lạnh suy yếu nên trong ngày hôm nay, hầu khắp khu vực ít có mưa, nhưng trời nhiều mây đi kèm với hiện tượng sương mù. Trời rét với nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 18 độ, đối với các tỉnh Trung Du và Đồng Bằng bao gồm cả thủ đô Hà Nội, với mức nhiệt dao động xung quanh ở ngưỡng từ 12 đến 15 độ, vùng núi cao dưới 10 độ. Đến trưa chiều, khối không khí lạnh tiếp tục suy yếu thêm. Miền Bắc trời hửng nắng nhẹ nên nền nhiệt cao nhất trong ngày tăng lên mức từ 23 đến 25 độ. Dự báo đến cuối tuần này, Bắc Bộ sẽ đón thêm một đợt không khí lạnh mới tăng cường mạnh xuống nước ta, làm cho trời chuyển mưa rải rác trở lại, sau đó rác đậm, rác hại trên diện rộng. Trên biển, bão số 9 di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, di chuyển ra phía Đông, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực phía Bắc của Bắc Biển Đông, nên khu vực huyện đảo Hoàng Sa có gió Bắc đến Đông Bắc mạnh lên cấp 4, cấp 5 và có mưa rải rác. Trong khi đó, khu vực phía Nam của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Trường Sa có gió Đông Bắc mạnh lên cấp 4, cấp 5, mưa dông vẫn còn ở vài nơi. Ngoài ra, bão số 9 đã tăng dần, thế nhưng ngoài khơi vùng biển phía Đông Nam Philippines lại vừa hình thành thêm một vùng áp thấp mới. Dự báo trong những ngày cuối cùng của năm 2021, áp thấp này có khả năng di chuyển vào Biển Đông, không loại trừ khả năng sẽ tiếp tục mạnh lên thành bão khi hoạt động trên khu vực Nam Biển Đông. Tuy nhiên, đây chỉ là dự báo xa. Mọi diễn biến tiếp theo chúng tôi sẽ liên tục cập nhật trong các bản tin sắp tới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.